Ở bài học số 6 này chúng ta sẽ học các nốt nhạc trên cây sáo 6 lỗ. Đó. Muốn thổi được các nốt nhạc trên cây sáo 6 lỗ thì đầu tiên chúng ta phải học cách bấm vào nhả lỗ. Đó, trong cái giáo trình hiện tại từ cái bài học đầu tiên thì cái bài học này Dương chưa dạy các bạn bấm vào nhả lỗ. Chúng ta chỉ mới học cách cầm sáo như nào, lấy hơi như nào, phát âm như nào. Hôm nay chúng ta sẽ học cách bấm vào nhả. Cầm sáo các bạn biết rồi đúng không ạ? Tay trái như nào, tay phải như nào. Đó, mình nhắc lại, tay trái bấm ba lỗ trên, tay phải bấm ba lỗ dưới. Có một số bạn thì các bạn lại cầm ngược. Đó, như vậy là không đúng theo cái giáo trình học sáo cơ bản. Nhưng các bạn lỡ ngược rồi mà cố gắng sửa được thì tốt, còn không sửa được thì chúng ta sẽ làm ngược lại so với cái giáo trình nhé. Đó, tức là gì, tay phải ở bên trên, tay trái bên dưới. Đó, nhưng mà cơ bản tay trái trên. Đó, các bạn chú ý khi bấm thì không bấm bằng các đầu ngón tay. Đấy, không được phép bấm bằng đầu ngón tay, bởi vì bấm bằng đầu ngón tay thì cái lỗ sáo này không thể kín được. Đó, không thể kín hết được. Đó, mà chúng ta bấm bằng cái phần thịt ở trên cái ngón tay này, và bấm nước ngón tay nó sẽ không linh hoạt được, may này không thể chạy nhanh được. Đó, như vậy. Đó, mà cũng không bấm hẳn là ở cái phần hoa tay đấy đâu. Đó, có thể hơi lệch, nhưng nói chung là bấm trên thân của ngón tay làm sao thoải mái, và quan trọng là phải kín được hết các cái lỗ bấm của các bạn. Đó, như mình cầm đây rất thoải mái và kín, đúng không ạ? Đó, vậy thì các nốt như sau, ta tính từ dưới lên, ta có nốt đồ và mở từ dưới lên, ta có này, đồ này bịt kín này, rê này mở lên, từ dưới lên, mi, fa, son, la, si và đô. Đó, nốt đô cao hơn nốt đô kiểu đó, chính là nốt đô này này. Đó, đô này, rê mi fa son si. Thế ở nốt đô chung này ta gọi đây là nốt đô hai nhé. Đó, ta gọi đây là nốt đô hai, nốt đô hai. Thì các bạn mở thêm ngón trỏ của tay trái ra. Đó, đây là cách cầm nhé. Đó, thế bây giờ hôm nay ta sẽ học phát âm các cái nốt này trên cây sáo 6 lỗ. Thì cái âm thanh trên cây sáo 6 lỗ của chúng ta có hai quãng tám chín, hai quãng tám chín. Đó, ở đây chúng một nốt đô nữa, ký hiệu là C này, đô này, mình xin phép ghi vào đây. Đó, đây chính là hai quãng tám chín của cái cây sáo của chúng ta. Đó, như các bạn nhìn thấy này, đô này, rê mi fa sol la si đô. Lên đô này chính là một một vòng tiếp theo, thì người ta gọi là quãng tám tiếp theo. Bởi sao lại gọi là quãng tám? Bởi vì từ nốt đô này đến nốt đô này là tám nốt, rê mi fa sol la si và đô là nốt thứ tám, người ta gọi là quãng tám. Còn đến si thì ta gọi là quãng bảy, la sáu, quãng sáu, đúng không ạ? Đó, thì các bạn hiểu. Vậy chúng ta hai quãng tám, một là đến đây và đến tận trên này nữa. Đó, ngoài ra thì chúng ta còn có những nốt cao hơn nữa. Đó, thì chúng ta sẽ học ở những bài sau. Đấy, hôm nay thì chúng ta nắm được ở cái cây sáo của chúng ta cái âm thanh là nó như vậy. Đó, vậy thì bây giờ ta sẽ đi vào học phát âm các nốt. Chú ý ở cái phần phát âm, một cái bài học phát âm này các bạn phải chia thành nhiều buổi tập, nhiều ngày tập. Không thể một ngày hoặc là một buổi tập mà các bạn phát âm được hết từng này nốt được, rất khó. Đó, và không thể đốt cháy giai đoạn được từng chút một. Ở buổi thứ nhất là cái buổi quan trọng nhất, và các bạn cũng đã thổi kêu ở cái bài tập hôm trước rồi đúng không ạ? Bài tập mà cầm như thế này là nó thổi đã kêu rồi đúng không? Thổi nốt son đó. Đó, tiếp hôm nay thì chúng ta đặt môi và thổi nốt son trước, tay chúng ta bấm hai ngón bên trên. Đó, hai ngón bên trên, tay trái chúng ta để cái tư thế mà không bấm đấy, nhưng mà không nhấc cao quá và không quặp ngón tay lại, đúng không ạ? Chúng ta thổi nốt son. Hơi đúng cách quá, cứ như vậy đều đặn dài và đều. Đó, nhớ là phải bịt thật kín, và bịt thật kín. Đó, tư thế cầm hôm trước chúng ta học rồi. Đó, hôm nay chúng ta chỉ học bấm thôi, bấm vào nhà nó xong. Cứ như vậy mà các bạn tập thật thành nhiều lần. Vừa thổi chúng ta vừa lắng nghe xem có cái hạt
sạn là không, ví dụ nghe sạn đó là tiếng sáo nó không được đẹp đó. Tập nắm móc từng tí một, vừa thổi vừa điều chỉnh đó. Ở buổi đầu tiên này các bạn tập cho dương nốt son, sau đó tốt nốt son rồi các bạn tập thêm nốt pha nhé, úp thêm ngón áp út đè xuống, đó chính là nốt pha nhé. Đó, son và pha, học phát âm nốt son và nốt pha. Đó, chú ý thì khi mà thổi mới được học các, khi mà ta thổi hai cái nốt này thì ta mới sang những cái buổi tập tiếp theo để học các nốt khác nhé. Đó, nhớ là chúng ta phải bịt kín, và khi mà thổi hai lỗ này, các lỗ này không được phép bấm xuống, không được phép bấm xuống, mình phải mở lên. Đó, bởi vì khi mà các bạn bấm xuống, âm thanh nó sẽ bị thấp, làm cái lỗ này bị thấp xuống. Khi mà hơi nó không thoát ra được theo như muốn, ta bịt vào thì nó sẽ bị thấp xuống. Đó, đó là buổi thứ nhất, các bạn chỉ cần tầm son và pha. Khi thổi tốt rồi thì ta mới sang để cái hạng mục tiếp theo, đó là la và si. Đó, ta có son này và pha này, bây giờ ta có la này, nốt la chỉ giữ lại ngón trỏ rồi theo thứ tự mà đồ re mi pha son la, ta tập phát âm nốt la này và nốt si cũng giống như là son và pha. Đó, la si ở buổi thứ hai. Các bạn tập la và si đều đặn thật là đẹp, thật là tròn, giống như son pha. Ở buổi thứ ba, sau đó làm tốt rồi thì ta sẽ sang cái hạng mục tiếp theo, đó là hạng mục thứ ba, đó là ta sẽ tập mi, re và đô. Một, mi, đô, mi này chúng ta bấm như thế này à? Pha không biết, tôi biết rồi đúng không? Pha, nốt mi ta bịt ngón trỏ lại, mi, re, đô, mi, re, đô. Các bạn chú ý tất cả các bộ các bài tập phát âm ngày hôm nay là chúng ta phát âm những nốt ở quãng 8 bên dưới, son và pha, mi, re, đô, la và si ở quãng 8 bên dưới, tức là âm thanh trầm, nốt trầm không được thổi mạnh quá, nó sẽ vọt lên bên trên không theo như muốn của mình. Ví dụ mạnh lên nó son đấy, mà lại không tới son mà lại hơi thấp đấy, khi mà ta thổi mạnh nhẹ nó sẽ bị thay đổi như vậy. Ta phải cố gắng làm sao vang lên này, cái nốt son trầm này, đó son thấp này. Tiếp theo là chúng ta tập mi, đang tập mi re đô. Nốt đô, nốt trầm là nốt rất khó, phải yêu cầu các bạn bịt thật là kín, bịt phải kín, nếu bịt không kín nốt đồ sẽ không được vang lên. Đặc biệt là lúc này cái lỗ thoát hơi ở miệng chúng ta ấy, thì chúng ta không nên để to quá, mở ra một chút thôi nhưng không to quá, và thổi nhẹ, và phải nhớ là nhẹ đều đặn đó, nhẹ đều đặn. Vang lên rồi ta lại duy trì nó. Đó, ta phải cảm nhận khi nó vang lên nó đang ở cái độ nhẹ, là ví dụ như là độ nhẹ là 3 chẳng hạn, thì ta phải duy trì nhẹ 3. Đó, nốt cao hơn thì nằm ở độ đầy hơi số 5 thì ta phải duy trì số 5 để nó được vang lên mãi mãi. Đó. Đó là ở buổi thứ ba. Tiếp đến buổi thứ tư. Buổi thứ tư thì là các bạn, hạng mục thứ tư là các bạn đã tập được đồ re mi fa son la si rồi đúng không ạ? Đó, vậy cái buổi thứ tư này chúng ta sẽ ôn lại đồ re mi fa son la si từng hơi một.
các nốt ở bên trên. Tư thế bấm cũng như vậy, chỉ có nốt đô là khác. Nốt đô hai là chúng ta mở ngón trỏ ra, đúng không ạ? Đó. Và ta tập các nốt ở bên tăng thứ hai, tăng trên. Ở các bài trước bạn đã thổi được nốt trầm rồi, thì khi mà các bạn rèn luyện, mình nghĩ là cái quãng 8 bên trên này cũng không có. Quãng 8 trên này thì các bạn càng lên nốt cao càng tốn nhiều hơi. Và chú ý là gì? Phải khỏe, phải hơi phải đầy. Có nghĩa là hơi cần đến 15% lượng hơi chẳng hạn thì phải duy trì được 15% đấy. Chứ đừng thổi ra nó kêu 15 rồi, 15 rồi nó kêu rồi mà các bạn lại giảm bớt nó đi, thì nó sẽ lại bị tụt xuống những nốt khác và nó có những tạp âm khác. Đó. Và sau đó thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ tập có nhịp phách, ví dụ như là lúc đồ trầm 4 phách, tất cả các nốt đều 4 phách chẳng hạn. Hoàn thiện cái bài này đó là các bạn kết hợp giữa hai tay. Vậy ta sẽ kết hợp thổi luôn cái bài này. Đó, rất đơn giản. Đô, nhớ là nốt đô này là nốt đô 2. Chúng ta sẽ thổi luôn cái bài này. Đó. Mình sẽ làm mẫu cho các bạn cái bài này. Số 3 rồi. Đó. Vậy ta sẽ học cái bài sau. Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Cái phần chúng ta sẽ phát âm các cái nốt trên cái cây sáo như vậy. Đây cũng là những cái bước rất quan trọng để các bạn tập luyện, chia làm nhiều buổi nhỏ, nhớ là phải chia làm nhiều buổi nhỏ. Đầu tiên là son fa, tiếp theo là la si, tiếp theo là mi re đô, tiếp theo nữa là các nốt ở quãng 8 bên trên. Đó, và bài tập kết hợp giữa hai tay trái và tay phải. Các bạn cố gắng tập luyện. Đó. Sau chúng ta sẽ đi vào những kỹ thuật mới hơn. Xin chào các bạn.